Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Sáng nay 6 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tiếp tục giải trình trước Quốc hội về giá vé máy bay cũng như một số nội dung các đại biểu chất vấn. Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến giải pháp hạ giá thành vé máy bay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định trách nhiệm chính thuộc về Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính, nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng không đứng ngoài cuộc. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ giảm giá phí điều hành, khai thác tại các sân bay, đề xuất các hãng hàng không đảm bảo máy bay và tăng cường bay đêm. Phát biểu kết luận phiên chất vấn đối với lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng trách nhiệm cao. Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi cụ thể, ngắn gọn, đúng nội dung chất vấn, tích cực tranh luận để làm rõ hơn vấn đề chất vấn. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị kỹ nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời thẳng thắn, cụ thể, đầy đủ các vấn đề đặt ra. Phát biểu một số nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề chất vấn tại nghị trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2024. Theo đó, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,03%, nằm trong ngưỡng Quốc hội giao cho Chính phủ. Kinh tế duy trì đà phục hồi tốt ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16,6%. Thu ngân sách nhà nước tăng 14,8%, tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng 27,5% so với cùng kỳ. Chính phủ sẽ tập trung để tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực, lành mạnh hóa các cái thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh sự trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, có cơ chế đánh giá cán bộ dựa trên kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn với đánh giá thực chất với đào tạo, quy hoạch bổ nhiệm và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ. Ban hành đồng bộ kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành, báo cáo Quốc hội cho phép để có hiệu sớm các cái luật mà hiện nay liên quan nhiều vấn đề tắc nghẽn và đang hạn chế đến cái việc huy động nguồn lực. Thông qua đẩy mạnh liên kết phát triển các giải pháp để kích cầu du lịch được các đại biểu quan tâm và đặt câu hỏi cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để kích cầu phục hồi du lịch Việt Nam trong năm 2024 và các năm tiếp theo, thực sự để ngành du lịch trở thành cái ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Chúng ta phải xem xét lại ở cái khâu, tức là cái liên kết các cái chuỗi giá trị, đặc biệt là gắn du lịch với các cái kết hợp giữa các cái lĩnh vực như là các cái công ty du lịch lữ hành, rồi nơi cư trú, rồi liên quan đến thương mại, rồi liên quan đến vận chuyển, tức là giao thông. Đấy là những cái việc mà chúng ta chưa làm, rồi kết nối giữa các địa phương với các địa phương để tạo ra những con đường như là con đường di sản, hay tạo ra những cái điểm đến để mà sao mà hấp dẫn và đồng thời có cái sự hợp tác phối hợp chung giữa các cái khu vực mà có những cái sản phẩm tương tự nhau để kết nối lại để làm sao cái khâu tuyên truyền quảng bá được tốt hơn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đến việc triển khai các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng mất an toàn cháy nổ, ổn định thị trường, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới, công nghiệp phụ trợ, tập trung giải quyết các thách thức về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo và thẩm tra tờ trình về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Nâng cao đời sống nhân dân.